Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay nhà Trinh đang có khách, có hai người bạn từ Alaska qua chơi. Đó, họ đi qua bên nhà bà con ở bên bên Austin nên là họ sẵn họ ghé lên đây chơi với vợ chồng mình luôn. Bây giờ thì mình nấu món bún bò để đãi đãi họ đó. Ở đây có miếng bò mình mua, ông xã mua hôm qua ở HGB 18 đô la một miếng đó đó. Tại vì hôm nay tính gói chả giò nên không có làm cái tôm cái tôm tôm viên đó mọi người. Đây thì cái này Trinh đã làm sẵn để chuẩn bị gói chả giò nè, có tôm nè, thịt với lại khoai tây với củ cải đỏ với lại nấm mèo đó. Lát nữa Trinh bỏ, khi nào gói gần gói cái Trinh bỏ bún tàu vô nữa, hành lá rồi này kia ướp sẵn rồi đó. Hồi nãy giờ rồi đó, nhưng mà bây giờ ông xã lái cái chiếc xe địa hình đó đi chở họ đi vòng vòng cái khu vực này, qua cái bon này kia, vòng vòng khu vườn để cho họ tham quan. Nó giờ chế sân vô. Con chó dễ thương chưa? Hôm nay trời cũng khá là lạnh. Hôm nay trời khá là lạnh nên là họ phải mặc đồ cho thiệt ấm mới được, chứ chạy xe này nó cũng lạnh dữ lắm. Hôm mình đi mình chạy mà lạnh muốn quéo tay luôn vậy đó. Thì bây giờ Trinh đang chiên cái chả giò này. Nồi bún bò thì cần xong rồi, còn chả giò nữa là xong đó. Chả giò Trinh đã quấn sẵn và bây giờ chiên chiên giòn. Bây giờ ông xã mình giúp cho bà Suen này cài đặt cái phần mềm gì đó không biết nữa. Hai người này rất là tội, họ từ Alaska qua đây thăm hai chồng mình. Nói chung là cũng không phải là đi từ Alaska mà họ đã đi, họ có nhà ở Mexico và lái xe từ Mexico qua bên Austin, là có người bà con ở bên Austin nên là sẵn đó là qua đây luôn. Always appetizer like that. Appetizer like that. Yeah. In reference. When you check out T's channel, you'll see that you can eat dinner with us half the time. She makes food's getting cold, and she'll work with later. He's going to send it to me. Mm. That's right. That's what T said. Because we have I'll send it to you right now. We have friends that want to see this. Oh yeah, no, and yeah. Tell them to share it, make a comment, and then hit the like. That's very important, by the way. Giờ mình cắt cái thịt này ra để làm bún. Wow, thịt này hầm được 2 tiếng rồi đó mọi người. Nhìn ngon ghê không? Cái này hôm qua ông xã mới mua ở H Mart. Thịt rất là ngon luôn. Thì phải sắp cái chiều, đúng chiều nó mới ngon. Nóng quá. Họ đang ăn cái gì chả giò, đang trong miệng trước đã quên khai vị. Chắc mỏng vậy nó ngon à. Chứ sắp dày quá nó cũng không ngon. Ngọt thơm quá. Mình coi nè, nó có miếng mỡ miếng nạc thì nó mới ngon đó. Miếng bò là vậy nó mới ngon.
mình phải bỏ vô trong microwave quay lại cho nó nóng. Really? Turkey. Oh, so it's turkey? Yeah. Đây mình bỏ. Họ ăn không muốn ăn nhiều đâu. Bây giờ ăn hết trơn. Ăn gần hết cái gì? Cái chả giò rồi nên là họ không có ông bà không có ăn cái nhiều. Không ăn bún nhiều để lấy thịt bò nhiều nhiều mới được. Nè bỏ tí hành tây vô nha, bò nó đi ngon, bỏ cái hành tây vô rất là ngon, bỏ hành lá vô. Làm trong xã. You know how I would take a package of lettuce and I maybe rinse it off, right? But I'm not gonna really wash it in a salt thing. But they do all the time because they want to kill any germs. Because you know, in Vietnam, you know, little simple things were all nature caught. Well, she said, don't bring out so much. Hello everyone, welcome. Và bây giờ xin mời mọi người cùng ăn bún bò với gia đình mình và hai người khách nha mọi người. Đây hai người khách thì rất là nhiệt tình và nói mình là đừng có đem ra nhiều quá. Thì mình làm một cái tô cho cô Suen và đem thêm một cái tô nhỏ nữa. Thì cô Suen ăn cái chả giò nó khá là nhiều nên là cô no rồi, hơi no nên là kêu đem ra ít thôi. Thì mình Trinh đã đem thêm một cái tô nhỏ để cho cô Suen sớt ra ăn từ từ. Mình cũng thật là xúc động khi hai vợ chồng cô Suen ghé thăm và đã lấy xe cũng hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mọi người, hơn 2 tiếng đồng hồ. Lấy xe hơn 2 tiếng đồng hồ ghé qua nhà thăm hai chồng mình. Thì mình cũng rất là xúc động luôn á. Mình hai người này rất là tốt đối với mình. Từ hồi mình cũng quen biết nhau cũng được mấy năm rồi. Hai người này rất là tốt, mình rất là thích họ. Yeah, you are. You're getting terrible. I know when I came over there. I remember nothing. Uh-uh. So you mean you're becoming like Tony? Right, Tony. I don't know. How about I go on it? Hey, so, okay. Mm-hmm. They like me. Oh no, they're excellent. Mm-hmm. Oh, yeah. No, listen, that's it. Is that it? No more. No, no, no. I still have broken. Oh, make them for them. Yeah. Thì sau khi hai vợ chồng của Suan ăn cái chả giò này nói rất là ngon, rất là ngon. Và ông xã mới hỏi còn không để cho hai người ăn cái gì. Thì mình nói là không còn cái loại mà chiên rồi, nhưng mà mình vẫn còn nhân, sắp nhân, và mình sẽ làm thêm nhân, và mình sẽ làm thêm cái chiên sẵn lên cho cô Suen đem về. Because then if you stay here, then you know you futz around for another hour or two in the morning. Mm-hmm. And it's just easier when you're on the road already. I know mm-hmm. that, yeah. So go out of here, hit 71, turn right for 71. Turn left to 71. Yeah, turn, but you go right out of the driveway. Out of the entrance. When you get, when you're off the, when you get to the paved road, turn right. Yeah. And then go left for 71 River to end the page. Mm-hmm. Will we still be on the toll road?
No toll road, what road? You'll be on 71 all the way. Okay. Just stay on 71. 71 will stay four lane till you get to Marble Falls, where you see Johnson City, then it becomes two lane. But it's a great road. Okay. What I love about Texas, speed limits are high, people drive quickly, so. Mm-hmm. Before we had breakfast this morning, mm-hmm. yeah, there was a huge, three semis. One was even up in the embankment, up into the highway on the embankment. Mm-hmm. One of them was really smashed. And one of them was on fire. One of them was on fire, wow. Yeah. Yeah. It was bad, and then we went, I don't know how many miles, but the traffic on that side of the highway was a mess. It was a mess for miles. How about the house in Mexico? Hmm? Mexico, you have house in Mexico, right? Yes. Yeah. Mm-hmm. Yeah. But we don't like to go back on the weekend because the Mexicans are either going back to California or going from California to their house in Mexico. On weekends, they yeah. visit family. Mm-hmm. Yeah, I definitely like this beef. And a lot of them are drunk when they're driving back. Mm-hmm. Back to Mexico? Yeah. Yeah, they drink a lot. Nearby Cancun? No. No? It's the only thing you know, Cancun. Yeah. It's not popular. Anyway, everybody knows Cancun. I'll show you. I'll show you in a minute. Thì ăn xong rồi bây giờ ngừng nghỉ ngơi để chiều thì hai người đó đi về. Thì lâu ngày gặp nhau nên ông xã mình rất là nhiều chuyện để muốn nói với hai người đó. Và hai người đó cũng rất là nhiều chuyện để tâm sự. Họ trò chuyện liên thuyên, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất là vui. Đây là cái dĩa chả giò này mình mới chiên vừa xong để gói cho hai người đó đem đi về khách sạn ăn tối ăn thêm. Đó họ rất là thích, họ nói là ba rất là thích cái món này của mình luôn đó. Và đây là cái bánh coconut pie, bánh dừa mình đã làm ngày hôm qua. Ở trên mình phủ một lớp kem mà bây giờ đem ra để ăn tráng miệng. Hai người này cũng đã ăn bánh coconut pie của mình một lần rồi và họ cũng rất là thích cái món này. Nên hôm nay mình nghe họ nói, họ đến là mình tối hôm qua mới nói gấp lắm nha, nhưng mà mình vẫn cố gắng để làm cái bánh này. What kind of pie do we have here, honey? You guess? Can you guess? Mmm. Honey. Mmm, coconut. Coconut pie. No, not so much. Well, I'm going to split it. I'm going to take one piece out and then we'll split it. You'll see. Oh, yeah. Oh, that's good. Actually, even that's too much, you're right. Mm-hmm. Who wants a piece of pie? Wow. I'm going to have to cut this in half. It's going to be too so big good. For them. Oh, yeah. Ooh, sorry. Mm-hmm. I'm going to cut this in half for you. That's too big for you, right, Tony? No. Thank you. Why don't we have small pieces? You want to cut half? You want me to cut in half? That's good. Oh, my God. Oh my God, she's see? It's coconut. No. I don't need coconut. Tony, you want a big piece or small piece? Small piece, please. Okay, that's good. Honey? Another book that you should read if okay. you haven't is entitled Dietrich Bonhoeffer. Yeah. And? And what else? Here. You will learn a lot about Hitler. I know a lot about that's Hitler. Good. Yeah, that's yeah. good. You'll know even more. I know. Oh, much better than the chocolate. What better? I like it better. Yeah, much better. He made a chocolate pie last week. I like what's better. Mm-hmm. Tony had chocolate pie the other day, and he said he didn't even know they made chocolate pie. Mmm. Mmm. Mmm.
Really good. Good. Mm-hmm. I'm going to sit here. Don't sit down. Sit down, yeah. Mmm. Oh. Mmm. I'll be able to get in the car. How come you people don't weigh 300 pounds? Oh, she bring the truck from Alaska. Okay, vì bây giờ hai vợ chồng cuộc quen kia, chúng tôi mới đi về, cũng rất là buồn, mình chia tay họ cũng rất là buồn, thấy tội quá. Ok, video clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo. Và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh Giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày mới nhiều niềm vui, bình an. We'll see you next year. Straight out. Okay. Bye bye.